Và chúng ta hãy thành một tràng vỗ tay đây ạ. Vâng, trong dịp ngày hôm nay thì tiến sĩ Hàn Hãn Nguyễn Nhá cũng muốn tặng cho thầy hiệu trưởng cũng như tặng cho ban giám hiệu nhà trường một cuốn sách được mang tên Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng, một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất trong buổi sáng hôm nay là phần nói chuyện chuyên đề về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa qua phần trình bày của tiến sĩ Hãn Nguyễn Nguyễn Nhã. Làm sao tất cả những cái gì tinh hoa của thế giới
giới trẻ chúng ta tiếp cận được. Bởi vì tôi có nói rằng là muốn lấy hoàng gia hay giữ những gì mà hoàng gia trên xa còn thì mỗi người Việt Nam phải có một cái cách nhỏ xây dựng được lực lượng cường. Chừng nào mà chúng ta không hùng cường thì đừng nói là lấy lại hay là giữ cái gì còn của chúng ta, mà chúng ta có thể trở thành một thuộc quốc bất cứ một siêu cường nào muốn. Và mở đầu cái buổi hôm nay đó, tôi muốn nói đến một ý tưởng đó và mong các bạn chia sẻ. Các bạn có chia sẻ không? Tôi mong là các bạn không im lặng. Tôi có gửi cho thầy hiệu trưởng một cái bức tâm thư khi tôi đi nói chuyện ở châu Âu, gửi cho các bạn trẻ. Và tôi mong là các đại diện của đoàn, của hội cũng như là tập thể sinh viên của trường sẽ nhận cái tâm thư đó và chia sẻ với tôi. Tôi mong là như vậy. Cái bộ tư liệu và tôi đã chuẩn bị 2011 bằng tiếng Anh và tôi đưa đi nhiều nơi. Chỉ nữa thì trong đó tôi có ghép vào một số hình ảnh mà tôi đã từng ghi đó để các bạn có biết được vài cái nhìn đã từng làm. Sắp sửa tới trên đoàn giáo sư Việt Nam ở Hà Nội có mời tôi đến nói chuyện, mà tôi đặc biệt nói về cái hồ sơ pháp lý quốc tế chúng ta phải chuẩn bị ra sao khi mà chúng ta đấu tranh cho hòa bình. Và cái ngày hôm nay tôi chỉ nói một cách rất là khái quát, và tôi mong rằng là các bạn nào mà quan tâm sẽ tìm đọc cái cuốn Những bằng chứng chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mới xuất bản. Tôi mong các bạn sẽ tiếp cận cái đó để có thể nắm thật vững. Và tôi nghĩ là cái mặt mạnh nhất của Việt Nam mà không có một nước nào có là cái sự thực chiếm hữu chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa. Tôi xin nói là chưa hề có một nước nào như Việt Nam, chính sử, sách biển chế, sách địa lý ghi rõ việc xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa. Mà tôi cũng xin nói rằng là quan niệm xưa của Việt Nam và ngay đến 1956 chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn cho Hoàng Sa Trường Sa là một, Trường Sa vẫn còn là Hoàng Sa. Và nếu các bạn xem tất cả những cái bản đồ quốc tế ở thế kỷ trước 19 và 18, 17 thì họ nói là Paracen là một cái chữ dài suốt ở miền đông chúng ta đấy, để bao gồm cả Trường Sa nữa. Về chí sử tôi chỉ kể một sơ qua thôi đó, tại Việt Sử Ký Tục Biên 1775 thời Hậu Lê đó. Thì do có nhiều tên lắm, nhưng mà do sử thần thời Lê Trịnh biên soạn cái thời Trịnh Sâm 1775, mà trong đó thì có tham gia có cả Lê Quý Đôn nữa. Thế thì đây là cái hình ảnh mà tôi đã từng nói chuyện ở thư viện Quan Công Dê đấy. Thì trong đó nó có ghi nhiều lắm, nhưng mà tôi ghi tôi chỉ tóm tắt thêm một như thế này: 8 người thuộc đội Hoàng Sa, xã An Lĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi đi thuyền nhỏ vào bãi Hoàng Sa giữa hải đảo tìm thấy hóa vật vì gió dạt vào cửa sông Thanh Lang, huyện Văn Sơn, phủ Lô Châu,
Để tay nhé. Quan địa phương đó xét hỏi đúng sự thực, đúng sự thực, tức là sự thực của cái đội Hoàng Sa này làm gì đấy, và đưa đỉnh lên khoái. Thế Tông Hiến Vũ Hoàng Đế ta, tức là Nguyễn Công Phát đấy, đã sai cai bản Phần Phá là Thức Lượng Hầu viết thư đáp lại Thức Thanh. Thế thì tôi thấy nhé, hồi đó sau người ta thực tế thế nhỉ, tức là hai người trong lộ Hoàng Sa đi dạt vào, khi biết sự thực như thế thì đã lo đưa về Nguyên Quán nhé, đưa về Nguyên Quán, và hai chính quyền như vậy là cảm ơn nhau. Rồi còn nói một cách cụ thể thế này, vài giờ trên đảo có chỗ có suối nước ngọt, trong đảo có bãi cát vàng, Hoàng Sa dài hơn 3.000 dặm, bãi vàng phía trong đảo có vô số tổ yến, có thể tác giả chắc nhầm hoặc là do tôi thấy cá phát triển các cái như chim yến không đúng đâu ha. Ở bãi cát là có ốc vằn, tục gọi là ốc cái voi, ốc xà cơ, ốc hương và hạt trùng, hạt sâm, đồi mồi. Đạt đội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy người xã ăn bánh xông vào đội thí. Cắt lượt nhau đó, đi thuyền đến đảo, mò tìm sản vật. Mỗi năm cứ tháng 3 ra đi, mang lương ăn 6 tháng, đi thuyền ra biển 3 ngày 3 đêm mới đến đảo. Ở đấy tháo hồ tìm nhận được sản vật gì, bao nhiêu. Đến kỳ tháng 8, thuyền vào hồ neo, đem đến Phú Sơn nộp. Trong khoảng ấy có người mò được tiền bạc, chỉ biết người đồng sống thế giới cả voi và đá vân vân. Đấy, tôi chỉ đưa một chính sử là chính sử nhất, chính sử và hồi đó là chính sử đàng ngoài. Đàng ngoài rất quan tâm đến những cái gì xảy ra ở đàng trong. Chúng ta lưu ý chúng ta rất quan tâm nhất là chính sử có như vậy. Thế thì còn phổ biên tập lục 1776 của Quy Tôn chuyển 2 có hai đoạn văn đề cập đến việc chứng kiến xác lập chủ quyền của đại việt tại Hoàng Sa bằng hoạt động của đội dân binh Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải, và đội Bắc Hải rất là về phía phía nam, tức là Trường Sa đi. Và cái đội Bắc Hải này nếu mà từ Duyên Hải đó thì hoạt động tới Côn Lôn, tới Hà Tiên, các bạn. Trong quyển hai này thì thấy đó là cái đội Hoàng Sa về rất là vân vân, vì cái theo tôi cái tài liệu của chính sử đấy thì cũng sử dụng rất nhiều cái tài liệu của đấy thôi. Những cái điều này đó thì tôi đã từng nói chuyện gần đây nhất chỉ có 3 tháng 9 tại một đại học nhé, IPAC, Business School Learning tại Paris. Và tôi cũng đã trao cái tặng vật khi tôi đã trao cho tiến sĩ Phát Triển đấy. Trong cái phổ biến tập lục có một cái đoạn thế này: Hò Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải không đỉnh bao nhiêu suất, hoặc người ở quân Tứ Chính ở Bình Thuận, hoặc người ở xã Cảnh Dương, ai tỉnh hiện đi thì cấp giấy sai đi, viết cho tiền siêu cùng, viết cho đảng cái tiền siêu cùng các tiền còn đó, cho đi thuyền công nhỏ ra các xứ Bắc Hải, Củ Lao, Côn Lôn và các đảo Hà Tiên,
tên lượng mật của tàu và các thứ đồi đồi hạt pha vào cơ hạt sâm cùng sai cai độ hoàng sa kiêm quản. Kiêm quản. Thế thì cái tài liệu, theo tôi cái tài liệu này rất là quan trọng. Cụ viên tập lực đã nói về cái đội hoàng sa kiêm quản đội phát hạt ở phía Nam của Việt Nam. Cái tài liệu mà nãy tôi có nói đó chính là cái tài liệu mà tình là tiếng Anh nói là tôi đi khắp nơi và tôi mong rằng là cái tài liệu này đã dịch rồi đó là chỉ là theo văn phong thì phải nói rằng là khi ở Boston, khi tôi nói ở Đại học Harvard thì có nhiều bạn sinh viên của mình đấy đang học tiến sĩ ở đó, bây giờ đã có về đây rồi đấy. Thì tôi đề nghị rằng là bây giờ phải làm sao chỉ theo cái văn phong người nước ngoài chứ còn cái dịch không đấy. Theo kiểu người Việt đó thì có khi người ta không muốn tiếp nhận đâu. Và chính vì đó mà suốt trong thời gian vừa qua tôi đi cả châu Âu, cả Paris đó, và tôi cũng muốn nói ngay ở đây rằng là cách nào đây để một cái bản tiếng Anh đó được dịch ra rồi đấy, nhưng mà phải chỉnh theo cái văn phong của người nước ngoài. Thì vừa rồi đấy, tôi thấy là có một may đó mà được có ông tiến sĩ Nguyễn Duy Hiển là người đi Úc 40 năm nay là tiến sĩ về công nghệ thực phẩm. Nhưng khoảng 10 năm nay thì ông ấy chuyên môn viện có thể dịch và viết văn. Thế tôi hy vọng là khi này sắp sửa cái cốt đó thì có thể hoàn thành được. Và tôi cũng giới thiệu với tiến sĩ Nguyễn Văn Trương đó là làm thế nào trong cái thư viện lưu tử đó, của trường đó là tiếp cận được những cái thông tin và hiện đại nhất, mới nhất về kiến thức nói chung. Và như tôi nãy đầu lặp lại, chỉ khi nào mà chúng ta giống như ở thế kỷ thứ 19 của người Nhật, người ta hay là ở Đài Loan thế kỷ 20, người ta dịch tất cả rất nhanh, rất nhanh, nhanh tất cả cái gì tài liệu kiến thức mới nhất, hiện đại nhất để phổ biến cho dân trẻ. Chỉ khi đó đó mà dân trẻ tiếp cận được những thông tin hiện đại, rồi rèn luyện mình nhé. Hy vọng như vậy đất nước mình có lòng yêu nước trong xây dựng để có những cái khả năng xây dựng đất nước tốt. Thì tôi muốn là muốn nhấn mạnh đến điều này. Chứ còn nếu mà chỉ mình nghe không đó, mà không làm được cái gì đó, thì tôi nghĩ rằng là rất là không vậy. Sau khi nghe cái buổi tôi nói chuyện thì hôm nay mà họ ra là chỉ nghe không biết thôi. Còn cái gì làm đó thì tôi mới xem nào, tôi mong là trường chúng ta chia sẻ. Và nếu mà trường chúng ta chia sẻ nhất là tất cả cái gì liên quan đến thế giới và ASEAN này đó, thì chúng ta có thể tạo ra một cái sức mạnh có thể vô địch. Không sợ, không sợ. Trong một cái hội nghị hội thảo Biển Đông ở Hà Nội do Học viện Ngoại giao tổ chức thì có một học giả nói rằng là hiện nay ở Biển Đông của chúng ta đã theo chỉ đạo 8 ca. Tôi đề nghị phải thêm một ca nữa. Và các ca đó các bạn biết là gì không? 8 ca thì kiên quyết, kiên định về gì đó. Là không manh động hay gì đó thì các bạn biết tôi đề nghị cái ca gì không? Ca đó là ca không sợ. Bởi vì nếu đối đế gì đó, biển đông mà động đó, được sóng đó, thì không ai có lợi cả trên thế giới này, không ai lợi kể Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng cái nước mà thiệt hại nhất chính là Trung Quốc. Bởi vì xuất nhập khẩu nhất là tất cả do
Biển Đông này, hầu hết là Biển Đông. Mà khi mà bị đông cô lập rồi ấy, làm sao mà có thể phát triển được chứ để nói là trở thành siêu cường. Tôi nói như vậy và thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Công an, chúng ta bắt tay tôi vẫn cười. Và trưởng Biển Đông là Lê Quý Lâm, khi tôi nói chuyện ở Hội Kinh tế biển, kỹ thuật biển của Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Lê Quý Lâm có nói rằng là đúng, Việt Nam có đủ khả năng để cái Biển Đông công nhân. Là các bạn thấy nhé, cái mặt mạnh của mình về sự thật lịch sử, mình có những mặt mạnh, cách của Việt Nam, nhưng đại tướng Nguyễn Giáp đã sử dụng cách của Việt Nam. Thế thì trong xây dựng của chúng ta, cách Việt Nam ở đây, tôi mong các bạn suy nghĩ. Tôi không nói một cái ý thế này là những cái hành động mà tôi vừa rồi vừa ra, tôi đã trao cái tấm bản đồ đại quốc An Nam, đại quốc bản đồ cho phó tư lệnh hải quân, tổng thư ký của Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự của Pháp. Ông ta rất quan tâm, ông là người nói rằng đã 10 lần đến Việt Nam mà người Việt Nam không biết. Vậy thì rất nhiều thế lực người ta rất quan tâm đến Việt Nam. Và Việt Nam phải biết được như thế và khai thác thế nào về ngoại giao, về đất Phật. Nhưng dù cái gì chắc nữa, cái nỗ lực của mình rất quan trọng. Các bạn ở đây này, trách nhiệm là được đấy. Khi mà mình đã mạnh rồi đó, nỗ lực mà mạnh rồi không sợ. Ngày 28 giờ rồi đó, tại Đồng Xuân Quán ở Berlin, tôi cho rằng vẫn cho đại diện các tổ chức, gồm nhiều hội, nhiều đoàn, các tổ chức, nhiều việc ở Berlin. Tôi được trong khi mà nói chuyện, khi ăn đó, thế thì tôi cũng có một bạn, trong đó cũng đứng ở trên đây đó. Họ nói là anh là một trong các doanh nghiệp đến Trung Quốc nhiều lần và thấy Trung Quốc được Trung Quốc tốt lắm. Tôi có trao đổi nói rằng là đúng, người Trung Quốc rất tốt, cũng như người mình phải có người rất tốt. Nhưng mà tôi hỏi nhé, cái người mà nói đối xử với anh tốt đó, khi anh chỉ cần nói ngược lại quan điểm đó mà Trung Quốc đang theo dõi đó, là cái tinh thần đại án của họ, họ muốn Việt Nam là thuộc quốc, mà anh thì cứu doanh thì phản ứng của họ như thế nào là họ còn tốt hay không, thì chính quyền này đã nói tôi là đúng như vậy, họ rất tốt nhưng cách đối xử với tốt như thế nào. Thế thì tôi cũng muốn nói đến một cái ý là như thế, là chúng ta phải suy nghĩ về tài liệu thì phải nói sang cái triều Nguyễn 1802 đến cái chiến nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi không muốn muốn nói ra đi xem tài liệu, và nên các bạn có thể xem các tài liệu như những bức bằng chứng của Việt Nam rất nhiều lắm. Tôi muốn nói là kia Đại Nam Nhất Thông Chí 1882 soạn xong, nhưng mà 1910 được thì soạn lần thứ hai khắc in, cũng do sự quốc sự quán Triều Nguyễn xác định Hoàng Sa thuộc về tỉnh Quảng Ngãi và tiếp tục khẳng định hoạt động đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải do đội Hoàng Sa kiêm quản.
tôi nói cho kỹ thế này, tài liệu của chúng ta cứ liên tục ngay đầu thế kỷ thứ 20 như đại năng đến thống trị cũng như chính quyền của chúng ta suốt trong thời gian đó cho đến ngày nay, khi chính quyền nào mà gọi là có trách nhiệm đấy quản lý cái Hoàng Sa Trường Sa không bao giờ từ bỏ chính quyền, nên không bao giờ. Khi mà chúng ta thống nhất thì lập tức đấy là ta tuyên bố là Hoàng Sa Trường Sa, bởi vì trước đây thì là phía Nam mà quản lý. Tôi muốn nói đây cái ý cái đó là ý như vậy, là nếu mà cái chính sử mà bất yếu có thể và hiện nay có thể tìm tới để đọc được đó, bởi vì đã dịch ra tiếng Việt rồi đó, thì tôi xin giới thiệu là cái quyển ba đời Vua Minh Mạng có ba đoạn liên quan đến việc xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, có ba đoạn thì các bạn theo dõi nhé, để cái bản đoạn nó quan trọng thế nào. Bây giờ tôi nói một ý thứ hai, đây là cái mặt mạnh, theo tôi là mạnh. Trên đã mạnh rồi, một cái này mạnh nữa là bởi vì theo cái pháp lý quốc tế thế kỷ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đó, là chiếm hữu phải mang tính thật sự, tức là mang tính nhà nước. Chứ còn như là trước đây đó, trên danh nghĩa hay gì đó, một cái công dân nào đó cắm cờ không có cái gì cả, phải tính nhà nước và phải một cái dấu ấn nào đó để làm và phải liên tục và hòa bình. Chứ còn những cái nơi nào người ta đã chiếm rồi, đã có rồi, bây giờ mình lại đánh chiếm lại thì cái đó không phải hòa bình mà không phải liên tục. Thế thì cái văn bản nhà nước không có nơi nào có là văn bản châu bản là triều đình hay là văn bản thì tờ lệnh là địa phương, không có nước nào có như thế này. Và nếu mà mình đưa ra cái tòa quốc tế đó, nhất là tòa án luật Việt đó, thì cái này giá trị vô cùng. Vừa rồi tôi có viết một cái bài là vai trò của châu bản trong vấn đề sắp đặt chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa, thì tôi có nêu ra rằng là một cái châu bản hết sức là quan trọng, và tí nữa sẽ nói là mình phải như thế nào. Thế thì cái dụ nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ đưa ra những cái dụ ngày 18 tháng 7 năm Minh Mạng tức 16/1835 trong tập châu bản Minh Mạng số 24 trang 92 có đặc biệt rằng là Vua Minh Mạng ra chỉ dụ ra cho một tông phạt cai đồn Hoàng Sa phạt Ân Nguyên 80 triệu vì tội trì hoãn thời gian công tác, anh phạt 80 triệu giám hành Trần Văn Vân, Nguyễn Văn Tiệp và Nguyễn Văn Hoàng chưa cấp các cái vé phản hồi Hoàng Sa. Trong khi đó là hưởng dân binh của Hoàng Sa có Quan Hùng và Quan Sinh và Danh ấy, mỗi người một quan tiền vì đã có công hướng dẫn hải trình của chủ quân đi Hoàng Sa. Tôi muốn dẫn một cái điều này và nó có hai ý. Một là vấn đề mình có hoạt động chủ quyền thì nó rồi đó, nhưng mà mình thấy rằng là sao chỉ có một cái tội mà to tát nhỉ, trì hoãn thời gian đi công tác, trì hoãn thời gian công tác tức là không đúng theo cái tiến độ đấy, phải bị phạt đánh đòn rồi nhỉ, hay là không trung tất vẽ bản đồ đi Hoàng Sa thì rất là khó, là kia vẫn phải hoàn tất vẽ bản đồ, mà không vẽ bản đồ là mình phạt đấy. Pháp luật mà nghiêm đó thì thấy hiệu quả như thế nào?
chúng ta phải suy nghĩ về cái hiện nay chúng ta có tôn trọng pháp luật hay là cái gì cũng nghiêm hay không, và nên bắt chước cái gì mà tụi người xưa. Hoặc là dù ngày 13 tháng 7 binh mạng thứ 18 và 37 trong tập Châu Bản binh mạng 57 trang 245 có đoạn cho biết trước có phái thủy quân giám thành binh dân hai tỉnh Quảng Ngãi Bình Định đi Hoàng Sa đau đẳng cắm mốc về Hoàng Hồ trừ bọn Phạm Văn Miệng gồm 4 tên can tội có chỉ phạt trường, còn việc binh dân đi theo tận lồi từ cảnh từ cổ cửa mỗi tên binh như tên nhân một tháng đưa dân phu mỗi người mỗi tên hai quan tiền. Như vậy là để mà lo sức dân phạt thì phạt các viên chức nhà nước, nhưng mà dân đó, trong dân đi như thế nào thì cái hiệu quả cái kỳ đó không tốt hơn nữa thì vẫn được thưởng như vậy. Chúng ta thấy là cái kinh nghiệm của người xưa tốt như thế nào. Và đây tôi thấy là cái này là quá quan trọng. Phúc tấu của công ngày 12 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 17, 1856 trong tập Châu Bản Minh Mạng 55 trang 336 ghi lời châu phê của phu Minh Mạng: mỗi thuyền vạn tháng Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ một mốc dài 4-5 thước, rộng 5 tấc, khắc sâu hàng chữ, 5 bính thân Minh Mạng thứ 17. Họ tên cai đội thủy quân phụng mệnh đi đo đạc cắm mốc ở Hoàng Sa để lưu dấu. Vua cũng phê rằng thì gì đi đâu phải cắm tổng mốc thế đó để lưu dấu. Phúc tấu còn ghi chánh tổng trưởng phải cũng nhận được phái từ Hoàng An vào Hoàng Nam để đi công tác Hoàng Sa. Ngay cả những việc mà cụ thể vua nhé quan tâm đến như thế nào và cụ thể như thế nào. Đấy, đấy cũng là một trong những cái mà chúng ta phải thấy cái lịch sử của chúng ta. Rồi tấu của tỉnh Quảng Ngãi ngày 19 tháng 9, ngày tháng 7, năm Minh Mạng thứ 19, 38 là xin miễn thuế cho hai chiếc bổ chiến thuyền trong tổng châu bản Minh Mạng số 64 trang 146 có bản viết rằng ngày 19 tháng 7 Minh Mạng thứ 19 xin chiếu lệ miễn thuế năm nay cho hai chiếc bổ chiến thuyền đã đưa binh dân đến Hoàng Sa trong đại sát vòng từ tháng 3 đến tháng 6 hoàn tất công vụ này cho các. Đấy, tôi chỉ kịp mở kể một số, nhưng mà vừa rồi tôi có nói rằng là khi mà tôi dừng một cái hội thảo của cục lưu trữ, tôi muốn tiếp cận một cái văn bản 1836 này mà tôi kể từ Thái mà không được, từ hồi 1210. Thế thì trong cái hội thảo này thì chỉ thương là cục truyền đã gọi ngay về cục lưu trữ trung ương 2, về cái nhà về trung tâm lưu trữ trung ương 1, xin lỗi Hà Nội đó, thì cho biết rằng là cái văn bản này không thấy ở trung tâm lưu trữ. Thấy các bạn thấy gì đó không? Không thấy đâu. Nhưng mà may cái là bây giờ bản chính tôi không biết đâu, nhưng mà ban biên giới có in tài liệu, trong đó cái tài liệu của cái bản quốc tấu này và có hình đàng hoàng, có màu đàng hoàng chứ không phải là chỉ có photo. À, như vậy là còn đang ở đâu đó, hoặc là đang ở đâu đó thì trong bản. Và tôi đặt vấn đề này là phải công tâm trong vấn đề lưu trữ những cái tài liệu quá quan trọng, bởi vì nếu không thì
rất nguy hiểm. Thì tôi cũng muốn nói ở đây đấy, khi mà vấn đề là cái tiêu chí của Việt Nam đó, thì ông Lê Quý Tôn, ông Phan Huy Chú đều nói rằng người Việt Nam không có cái pháp tồn cổ, tức là bảo vệ cái gì cái cổ đó nó tốt như là Trung Quốc có chúng ta nhiều lắm. Đấy, tôi muốn nói đến cái ý thức này để cho tất cả các bạn biết ông Mai Thi, các bạn sẽ là những người có vai trò quan trọng nào đó. Thì quan tâm đến vấn đề lưu trữ cái tài liệu quốc gia. Rồi gần đây đó, thì cái tờ mà bằng cấp trên hai tờ, tức là bốn trang đó, loại giấy lệnh và loại tờ tư hay là tờ lệnh công tác Hoàng Sa của quan bưu chính ăn sát tỉnh Quảng Ngãi, triều Vua Văn Vàng năm thứ năm 1824 đã ghi rõ ông Võ Văn Hùng đã tuyển chọn một con gồm 10 người, đứng đầu là Đặng Văn Xiển, và chính là người ở Mỹ Sơn của Quảng Ngãi. Và vừa rồi đó thì ngay ở huyện đảo Mỹ Sơn đó, thì họ tổng họ đặt cái đó tặng cái tờ lệnh này cho huyện đảo Mỹ Sơn. Có rất nhiều những chi tiết. Thế thì ở đây tôi muốn nói rằng là đến cái tờ tâu 664 ngày 27 tháng 12 năm Cổ Đại thứ 13 thứ 39 của Bắc Quỳnh đấy, thì cái tâu lên ngôi của Cổ Đại phê chuẩn thưởng tặng cho người có công phòng thủ Hoàng Sa, thể hiện sư thực khi chủ quyền liên tục tại Hoàng Sa suốt nhiều việc từ lý do nào đến nào. Khi mà chúng ta đưa cái tờ dự này của bảo đại đó là tính hiện liên tục của các triều đình, của các triều đại, mà trong đó có triều Nguyễn, thì từ Gia Long đến Bảo Đại ta cũng quan tâm, phải quan tâm, đừng coi thường nó, để thấy tính liên tục. Và sau Bảo Đại 39 thời Pháp thuộc cho đến Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đừng coi thường, bởi vì cái tính pháp lý rất quan trọng, liên tục của mình nhé. Đấy, tôi chỉ nói một cái sơ qua để các bạn hiểu được. Một vấn đề mà tôi nói là chưa hề có nước nào như Việt Nam lại có nhiều tư liệu phương Tây thế kỷ thứ 19 ghi rõ việc xác lập hành sự chủ quyền Việt Nam tại bảo đại Trường Sa. Cái này là cái rất là mạnh của mình. Và trong cái hồ sơ tư liệu tiếng Anh đó, thì đầu tiên đó là tôi ghi nguyên văn hay trích nguyên văn những tài liệu của phương Tây, mà bởi vì tôi đưa đến Hoa Kỳ cho nên tôi đưa cái tài liệu đầu tiên đó là của quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương 1960, đã ghi rất rõ là 1876 thì Hoàng Sa Con Đa Sen đã thuộc về và vua Gia Long đã có xác lập quyền thế nào. Và trong đó 37 các tài liệu. Nếu các bạn đọc cái cuốn Những bằng chứng chủ quyền thì lần đầu tiên tôi phân tích rất cụ thể từng tài liệu, 37 tài liệu. Và tôi hệ thống hóa lại là bao nhiêu cái thông tin rất quý giá của 37 tài liệu đó về vấn đề chủ quyền của Việt Nam và Hoàng Sa Trường Sa. Mà tôi nghĩ rằng là chưa có cách nào có được như vậy. Thế thì cái này ở phương Tây và nhất là ở Pháp và rất nhiều nơi, tôi đã biết là bây giờ là có một đoàn làm phim truyền hình thành phố đấy đang đi đến một số các nơi
để phỏng vấn, để mà ghi hình những tài liệu bằng cách của hiện trường đi. Cho thấy cái việc làm này là việc làm rất quan trọng. Tôi chỉ lưu ý đến một tài liệu như thế này. 1846 Bucholab đã ghi nhận chính quyền Áo Nam lập ra chính quyền và một trận quân nhỏ để thu thuế ở Hoa Sen, tạm trong một chiếc Bucholab. Và trong tài liệu này và nhiều tài liệu khác, ông ghi là Hoa Sen mở hoặc cát vải, cát từ chữ ca, cát vải, rất đáng quý. Chưa kể những tài liệu của Trung Quốc thì đến có cái xe máy nó cũng như thế nào. Có một thông tin như này, khi tôi là một nghiên cứu, tuy nhiên là tất cả cái thông tin của Trung Quốc đó là tôi phải cập nhật, tôi phải quan tâm. Thì có họ nói là có nhiều đoàn tàu của Trung Quốc đến các đảo thuộc quần đảo này, gọi là phát hiện những nhầm nhiều, tức là nhiều cổ vật như tiền cổ, đồ sứ, đồ đá, trạm trổ trên các đảo này. Xong đều không có giá trị, tôi thấy là bi sát, bởi vì nhà sử học Trần Quốc vừa nói rằng là nếu mà cứ phát hiện sọ hàng người của Trung Quốc thì cứ đến hỏi ông ta đó mà phát hiện bao nhiêu là sò người của Trung Quốc trần ông ta đó, hay là hấp theo mà những cái cổ vật của La Mã đến La Mã đấy. Thế như vậy vấn đề khảo cổ mà nói đến đó thì làm sao mà cái giá trị về pháp lý được để chứng minh. Nhưng mà khi mà nói đến một cái dấu tích phát hiện bắt ngôi, nói là bắt ngôi miếu Hoàng Sa Tử mà nằm đúng hơn, tức là Phú Lâm, Hoa Dê, Hoa Dê chứ gọi là bằng chứng về hiển nhiên các thế. Họ nói rằng là có Hoàng Sa Tử ở Phú Lâm. Hoàng Sa Tử tức là miếu Hoàng Sa. Trung Quốc không hề có lấy cái danh từ Hoàng Sa, chỉ có Việt Nam có Hoàng Sa. Sau này họ có Công Sa, có Tây Sa, Trường Sa thì họ có cái trong sách. Nhưng mà Hoàng Sa không có Việt Nam. Thì ngay cả họ đưa cái bằng chứng về khảo cổ không có giá trị cả là pháp lý. Nhưng tôi đã thấy ngay cái Hoàng Sa từ cái bỏ cái đó bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam rồi. Đấy thì tôi, đấy các bạn nên lưu ý có những cái gì thật là chi tiết đó nhé, chúng ta không nên bỏ qua. Rồi, điểm thứ tư là chưa hề có nước nào như ở Việt Nam được người phương Tây chỉ biết vẽ bản đồ xác định rõ Parasen, tức Parasen, tức là Hoàng Sa. Và ghi chú rất rõ Hoàng Sa thuộc xứ đằng trong của Vương quốc An Nam, tức là Vương quốc. Tôi sẽ thấy ngày hôm nay không có cái bản đồ mà tôi đã có tặng tiến sĩ Hùng Cộng Trương cái bản đồ này, An Nam là quốc bản đồ. Dài 80cm, nặng rộng 44cm của giám mục Ta Be xuất bản năm 1808, khẳng định Parasen sơ cắt vàng. Sơ tí là tinh ngực có nghĩa là hay là Parasen hay là cắt vàng, tức là Hoàng Sa, nằm trong cuốn từ điển Latin An Nam và ghi rõ tọa độ địa lý hiện nay và nằm trong vùng biển của Việt Nam. Đây cái bản đồ này nó quá quan trọng. Bởi vì khi mà tôi làm chủ biên cái thần thăng thủy địa, in cái
số đặc thảo về Hoàng Sa Trường Sa số 29 đấy, thì tôi in 5.000 cái tờ bản của mình. Tôi để lại 1.000 sau 75 mình mất đi và thất thoát một số, và sau đó tôi mới tặng đấy. Tôi tặng rất nhiều cơ quan chức năng về cái bản đồ này. Thì cái bản đồ nó quan trọng như thế nào? Các học giả Trung Quốc và ngay cái chung, các luận điểm của Trung Quốc nói rằng là ở đấy là Hoàng Sa của Việt Nam là cái bờ. Bây giờ tôi đã tặng cho phái đoàn nhiếp bệnh của Trung Quốc đến thăm và nhà tôi đã tặng đấy, có buổi trẻ có đưa đi đấy. Sao đã bờ được nhiếp? Nó đang ở cái tòa đồ dưới 17 đấy, để kinh độ như thế này là sao đã cách bờ được nhiếp? Chưa kể là nói là ở ngoài cái thì nó có hàng 300 những cái hòn đảo đó, ở cửa Sa Kỳ hay là Đại Chiêm như thế vậy, thì làm sao mà nó hiểu cái bờ được nhiếp? Vì nó không thể tước đắng được cái bờ, cho nên cái bản đồ này tôi anh nhìn như thế, và tôi mong là các bạn sẽ nghiên cứu cái bản đồ này. Và đây là một trong cái bản đồ còn đây là quốc tế nhé, chứ không phải của Việt Nam nhé. Còn một số những cái bản đồ khác nữa, 1749 không ra. Đây là một cái bản đồ mà Trung Quốc sau khi Việt Nam và Malaysia trình ủy ban đăng ký kết hiệp của Liên Hợp Quốc đó, thì Trung Quốc đã phản đối và đưa cái bản đồ này, một chiếc phút này. Và nhiều nhà học giả quốc tế nói là khôi hài, đây là cái ao nhà của Trung Quốc. Thế thì phản bác những cái điểm của Trung Quốc đó, quá dễ, các bạn có thể. Nhưng mà về quá dễ nó có ai biết? Trên thế giới này có ai mà đã đọc những cái gì phản bác của Việt Nam đâu? Người Trung Quốc có hơn 400 các luận văn và luận án tiến sĩ về Việt Đông khắp các đại học trên thế giới. Ở Việt Nam này có bao nhiêu cái luận văn cần phải biết lắm. Tôi nói rất buồn là tôi đang cố gắng hết sức để có một em đã bảo vệ thành công xuất sắc liên quan đến tranh chấp Biển Đông, và hướng dẫn em ấy làm văn tiến sĩ. Và vừa rồi đó, sắp sửa em có đám cưới, em bảo là xin lỗi thầy, em không theo được bởi vì có người khuyên em là không nên đi vô vấn đề nhạy cảm như thế. Thì ai cũng sợ nhạy cảm, thì là sao? Chúng ta làm sao đây? Đấy là một vấn đề mà tôi thấy rằng là chúng ta phải suy nghĩ. Phải phổ biến chứ, mà phổ biến như thế nào thì bằng các vật văn luận. Và người ta chỉ thấy là những cái Trung Quốc nói là không có gì tranh cãi cả. Đó là lịch sử lâu đời, từ lâu rồi. Hoàng Sa, tôi nói là phía Tây Sa, là Hoa Sen thuộc về Trung Quốc. Không có một cơ sở nào bởi vì không có sự thật. Thế đấy, ví dụ họ chỉ nói là đưa, tôi nói là Trinh Hòa 7 lần xuống Tây Dương, mà 7 lần đến trong đó có đi Alaska, đi rất nhiều lần, nhiều nơi lắm. Có phải bất cứ nơi nào đó ông đi đó là chủ quyền của Trung Quốc hay không? Không có một tài liệu nào khi đến Biển Đông thì ông ấy ghé vào ở cái Paracen hay là Spadica, không có.
Và vì vậy cái tên là vật gia Monique Chevalier Jaco. Cũng trong một cuốn là Solidarité sur le Chapin Parisien du Spartier, nhận định rằng là thật đơn giản nhận thấy yêu sách của Trung Quốc đối với các đảo tiền xa không có cơ sở pháp lý, mà chỉ là một yếu tố của chính sách và chính trị trên biển. Và đây là một vật gia và là chủ tịch hội vật gia của châu Âu đấy. Rồi cũng có một cái tài liệu khác nói thế này: những phân tích về yêu sách này theo luật pháp quốc tế cho thấy vì cơ sở pháp lý thiếu tiếp tục nên Cộng hòa Liên Xô Hoa không đưa ra những yêu sách lịch sử của mình với các tòa đồ rõ ràng. Và dĩ rằng về bản chất của đường lưỡi bò và chế độ pháp lý của vùng biển được bao bọc bởi từ đó, ngay cả các học giả Trung Quốc cũng không nhất trí được với nhau về chế độ pháp lý của biển, của vùng biển bị bao bọc của thị trường của họ này. Các học giả Trung Quốc đã nỗ lực tìm mọi luận cứ biện minh cho yêu sách này của họ, còn các học giả nước ngoài thì đưa lại những ý kiến khách quan hơn. Như tôi đã trình bày một nhiều điều nữa. Và có thể nói khẳng định rằng là dựa trên pháp luật quốc tế hiện tại đã như tôi đã nói, và mới đây nhất là luật biển của Liên Hiệp Quốc đã công ước biển 1982 đó quy định rất rõ lãnh hải 12 hải lý, khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý và có thể mở rộng đến 350 hải lý, rất rõ. Và khi nào mà chồng lẫn nhau giải quyết thế nào không? Thì tất cả những từ Paris đến Paris đều cách xa 12 hải lý đất liền của Trung Quốc, cho nên người ta thấy không có một cơ sở nào nhé, ngay cả cái luật biển mới cũng không có cơ sở. Và tôi chỉ nói rằng là chúng ta chỉ tập trung vào 1909 khi chính quyền Quảng Đông bắt đầu là cho chiến hữu thật sự đó, từ 4 chiến hạm rồi đến các đảo gọi là Tây Sa Paracen đó, bắn 21 phát súng rồi là cắm cột mốc rồi cắm cờ gì vân, thì họ cho là Paracen là đất vô chủ. Sao vô chủ vậy? Và sau đó thì họ có những luận điểm, đủ thứ luận điểm nói rằng là tại sao hồi đó thì Pháp không có phản ứng ngay nhỉ, không có phản đối ngay nhỉ, vân vân. Thế thì ngay cả nhé, ở cuối thế kỷ cuối cái thập niên 20 đó, nhất là 1929 đó đến 30, trong thời gian đó người Pháp đã nói rằng là nói phản đến chậm thì không phải là mất mặt. Và hồi đó chính quyền là chính quyền địa phương không có giá trị về pháp lý quốc tế, nhưng mà bắt đầu từ 1931 là chính quyền phía Nam Trung Hoa, hồi đó là có nói là sát nhập cái Tây Sa vào Hà Nam đó, thì lúc bây giờ người Pháp bắt đầu quan tâm. Và 1929 thì tôi thấy rằng là rất nhiều những cái tờ báo, mà đứng đầu là tờ báo TV Economic ở Đông Dương đó, nó phản đối chính quyền Đông Dương hồi đó tại sao lại không có hành động để bảo vệ cái chủ quyền của Hà Nam. Và cuối cùng toàn quyền Husky đã cuối cùng đã quyết định, đã quyết định đối với Hoàng Sa, thì cho quân đến để mà cắm cột mốc và cắm chủ quyền rồi đóng binh ở đó.
đó và thập vào 1933, sau đó nữa thì trong đó có du thủ, thì sau này có du thủ của vua Bảo Đại đó, và sau đó dần dần thì bàn giao cho chính quyền quốc gia. Còn ở Trường Sa thì lúc giờ đó và Nam Kỳ là thuộc địa, cho nên là họ mới tổ chức có sự chiếm hữu cho nước Pháp vào Nam Kỳ, vào cái tỉnh Bà Rịa, nhưng mà sau đó thì lại giao lại cho, sau 54 đó thì giao lại cho chính quyền. Thế thì sự thật là như thế. Khi mà tôi đến Praha thì cái đài tiệm khắc có mời tôi, tôi sẽ phỏng vấn tôi về vấn đề chủ quyền, về chủ quyền tại Hoàng Sa Trường Sa, với điều kiện là họ mời đại diện của Trung Quốc và họ gọi cho đại sứ Trung Quốc ở Praha, thì Trung Quốc đã từ chối. Tôi bảo tôi mừng quá vì đấy là cái việc tốt để mình tranh thắng với nhau. Và tôi đã từng phát biểu trong một cái hội nghị hội thảo ở Học viện Ngoại giao Quốc tế đấy, thì có một học giả Trung Quốc nói là hiện nay có sự khác biệt về vấn đề quan điểm lịch sử về chủ quyền tại Hoàng Sa. Tôi có đề nghị rằng là nên có một cái hội nghị khoa học về lịch sử chủ quyền tại hai quần đảo đó ở quốc tế. Thì họ nói rằng là họ sẵn sàng. Thì tôi có làm cái tường trình lên cho ban tổ chức và nói là làm thế nào mà chúng ta có cái hội nghị đó, nhưng mà tôi chưa. Và trong cái dịp ở Praha này tôi thấy mừng quá nên mà họ từ chối. Lấy lý do là tôi biết rằng là cái họ có nói rằng là một đó là Trung Quốc là cái bậc trên, nước Trung Quốc là bậc trên. Và thứ hai là Pháp đã chiếm, tức là quân thực dân Pháp chiếm ở Tây Sa với lại Nam Sa của Trung Quốc, phải không? Tôi nghĩ rằng là nếu mà có một cái dịp nào để mà trao đổi xem là chiếm của ai đây, sự thực phải căn cứ lịch sử xem phải là suy diễn. Thì tôi nghĩ rằng là hiện nay chúng ta có mặt mạnh nhất là cơ sở lịch sử, và mạnh nhất là một là hiến chương Liên Hợp Quốc cấm sử dụng vũ lực. 1974 thì Trung Quốc đã sử dụng vũ lực. Vận biển 1985, như thế tôi nói là rất rõ ràng. Nhà nghiên cứu lập ra Đảng Văn Tài ở Đại học Harvard, hồi đó có nói rằng là chỉ có luật biển là cho phép đơn phương đưa ra ngoài, còn luật quốc tế khác là tranh luận thì phải nói hai bên được thỏa thuận. Tại sao như vậy là cái thuận lợi đấy, và luật biển đó thì rõ ràng được rồi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đang đấu tranh trong hòa bình thì cái việc cần đến tòa án quốc tế là rất cần thiết. Vì vậy hôm nay tôi muốn đến đây chia sẻ cái bản vẽ của các bạn trẻ cũng như tất cả các thầy cô giáo ở trường chúng ta, biết đâu những gì mà tôi suy nghĩ, tôi đang làm, biết đâu là sau này sẽ được rất nhiều người chia sẻ và bằng những hành động rất cụ thể hiệu quả. Nhưng dù gì chắc nữa, tôi có nói rồi, nếu muốn lấy lại Hoàng Sa hay giữ gì còn lại ở Trường Sa thì mỗi người Việt Nam phải có một cái khoảnh nhỏ xây dựng nội lực của mình. Chưa có nội lực của mình chưa thể tham tâm được. Xin cảm ơn tất cả đã lắng nghe.